Xin chào mọi người đến với kênh Quỳnh Thủy Tinh Vlog ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cách khắc phục mà ruồi vàng mà nó tấn công trên bí hồ lô của mình nha các bạn. Những bạn mà đang trồng khổ qua nè, chưa leo nè, bí đao nè, thì nó cũng trong cái trường hợp mà bị ruồi vàng thì các bạn cũng có thể là xem được ha. Tại vì kênh mình hiện tại đang chuyên về bí á mọi người, cũng như là Tết thì làm nhiều hoa Tết, thì chia sẻ cho mọi người luôn. Thì đối với cái ruồi vàng này á, thì nó có rất là nhiều cách trị, và đặc biệt mà khi mà ở trong cái giai đoạn mà nó ra trái non các bạn, là các bạn là phải phòng cái ruồi vàng trước ha. Thì ở đây thì có hai cách nha các bạn ha, là chúng ta sẽ sử dụng cái lông não mọi người, cái lông não mà ở ngoài chợ mà người ta bán lận ký là mấy chục ngàn đó. Các bạn có thể sử dụng cái chai nhựa của mình á, ví dụ như là chai xì tin đó mọi người, các bạn khoét hai cái lỗ ở trên cái chai xì tin của mình á, một lỗ là để thông gió cho nó bay ra, và một cái lỗ mà nó bay vô mọi người, các bạn bỏ khoảng 3-4 viên lông não vô cái chai xì tin á, rồi các bạn treo ở ngoài mà cái khu vực mà các bạn trồng bí hồ lô hoặc là bí đao gì đó các bạn. Thì nếu như là các bạn trồng bò đất á, thì các bạn treo khoảng đâu là 5 mét cho một gốc ha. Còn trong cái trường hợp mà các bạn mà kiếm cái lông não mà kiếm không ra các bạn, thì có một số anh chị sẽ kiếm không ra nha. Thì ở đây thì mọi người có thể vào trong web bio của mình á, là biocoi.ai/quỳnh-thủy-tinh á, thì ở trong đó thì mình đã liên kết cái chai xịt mà chống ruồi vàng nha mọi người ha. Các bạn chỉ việc sử dụng một cái chai nhựa, các bạn cũng treo lủng lẳng rồi đó, rồi xong rồi các bạn lấy cái chai đó các bạn xịt vô cái phần là cái chai nhựa đó, nó sẽ ra cái màu vàng á. Thì khi mà cái con ruồi vàng các bạn mà nó bay vô cái dính cái chai nhựa thì nó dính luôn ở trong đó, cũng rất là hay nha mọi người ha. Chai đó như là mấy chục ngàn á, bữa mình có liên vào ở trong cái đường liên bio của mình á, thì các bạn có thể sử dụng cái đó các bạn xài ha, cũng ok lắm. Còn trong trường hợp mà các bạn mà bây giờ không thích treo mà không thích xài vậy, mà giờ mình muốn xịt thuốc, thì có cái loại thuốc nào để xịt hay không, thì ở đây là có nha mọi người ha. Các bạn có thể sử dụng cái thằng alpha cua để các bạn pha với nước rồi các bạn xịt cho nó. Nhưng mà các bạn lưu ý ha, khi mà sử dụng cái thằng alpha cua này á, thì những bạn mà nuôi cá mà ở gần các bạn mà trồng đồ mà gần cái ao cá các bạn, mà các bạn xịt lỡ mà nó bay trúng nước đi đúng không, chẳng là nó sẽ bị chết nha mọi người ha. Cái này nó có cái yếu điểm á, cái yếu điểm của nó là tôm cá nó sẽ bị chết khi mà chúng ta xịt như vậy nha mọi người ha. Thì đó thì mình cũng lưu ý chia sẻ cho bạn một cái loại thuốc đó luôn, nó chỉ rất là hay. Bạn nào mà đang trồng bí hồ lô á, thì cái giai đoạn mà nó khoảng đâu là 30 ngày tuổi nha các bạn ha, là các bạn là nên phòng là vừa rồi đó. Còn từ ngày 5 tới 25 ngày tuổi thì chúng ta phòng cái bọ trĩ. Còn từ 30 ngày tuổi mà nó ra được những cái bông, mà ra được những cái nụ hoa này nọ đó, thì chúng ta có thể là xịt nó nha mọi người ha. Thì trồng bí này á, thì nó khoảng đâu là từ 60 ngày là chúng ta đã có thu hoạch rồi, thì tầm khoảng đâu là 3 mấy ngày á, là nó bắt đầu là nó ra bông nha mọi người ha. Chia sẻ cho mọi người vậy. Rồi còn những anh chị mà trồng dưa leo này nọ đó, thì đối với cái dưa leo thì nó khoảng đâu là 22 ngày là nó bắt đầu là nó ra bông rồi, khoảng đâu là 32 ngày là chúng ta có thu hoạch rồi, thì chúng ta sẽ xịt sớm hơn. Còn những bạn mà trồng khổ qua thì cũng vậy, thì canh lúc nào mà nó ra được những cái trái non á, thì chúng ta là nên phòng cho nó. Mà các bạn có thể vào cái link bio của mình để các bạn mua cái chai xịt á, thì nó rất là tiện ha. Còn không ấy xài lông não cho nó rẻ tiền, chứ mà cái gì mà cũng xài thuốc các bạn cũng tốn tiền lắm. Ví dụ như xài thằng alpha cua tốn tiền nha mọi người ha, mà nó còn có chất gây hại nữa, gây hại cho tôm cá này nọ đó. Ví dụ như trồng gần bờ đê thì nó là rất là dễ là gây hại ha, chia sẻ cho mọi người như vậy. Nói chung mà giờ mình cố gắng mình chia sẻ cho bạn những cái thông tin như thế này nè, các bạn làm ha, những bạn mới ha. Bây giờ thì mình cũng hạn chế ra video nữa, tại vì mình có thời gian bận á. Bây giờ mình lên mình chia sẻ vậy, chứ lại mình đang thiết kế trang web cho mọi người mua luôn cho nó tiện ha. Anh em nào mà mua không được ống bên ngoài thì anh chị có thể vào web mua ha. Cái này là mình cũng liên kết ở trên Shopee nó vô thôi, chứ mình không có tự bán nữa. Nói chung là mình không có bán nha mọi người ha, mình chỉ bán hạt giống cà pháo thôi. Ở bên kênh là Vườn Nhà Tôi Vlog ha, chứ kênh này mình cũng không có bán nữa mọi người, tại vì kênh nào tập trung kênh kiểu như vậy đó mọi người. Tới bên đó thì chuyên về cà pháo thì chỉ chia sẻ về cà pháo thôi, quy trình nó đầy đủ. Rồi thì hôm nay thì chia sẻ cho mọi người một số thông tin như vậy ha, về cách phòng ruồi vàng ha. Anh chị thấy hay thế cho mình một like nha, cũng như là một lượt đăng ký đối với những cái người bạn mới. Rồi thì mình xin chào nha.